Mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã ngồi cách nhau bức rèm thôi. Các bạn có thể giới thiệu vườn lớn hơn cho đối phương cùng nghe nhé. Mời bạn nam. Em là Nguyễn Minh Hải. Em năm nay 28 tuổi và em đang làm việc ở Đồng Nai. Cái nghề nghiệp của em là đang làm bên kinh doanh, là chủ khu vui chơi là để cho các bé là đến là mua vé là chơi. Làm chủ khu đó ha. Dạ. Quê bạn ở đâu? Là em quê gốc ở Nam Định. Nam Định. Dạ, hộ khẩu đang ở Bình Dương nhưng mà giờ là em đang công tác ở bên Đồng Nai đó em. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Em tên là Phạm Thị Lan Phương, năm nay 27 tuổi. Em hiện sinh sống ở Biên Hòa. Em làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Dạ. Ủa, bạn ở khu vui chơi ở đâu? Dạ, em ở Biên Hòa chị Cát Tường. Biên Hòa luôn. À, dạ. Khúc nào vậy bạn? Dạ, ở Trảng Dài ạ. Ý gần em. Gần hả? Trời ơi, ý gần em. Rồi, hỏi ảnh coi khu vui chơi chỗ nào chiều đi chơi luôn. Đúng rồi, chiều đi đua ấy. Hỏi đi em, hỏi đi em, hỏi anh đi. Em ở chỗ nào vậy? Em ở cái vòng xoay á. Vòng xoay Tân Phong ấy hả? Dạ đúng rồi. Ờ, thế gần mà. Thế có cháu thì đến hộ anh nha. Giờ tới là có lấy tiền không? Dạ không, không những không lấy tiền mà tặng quà luôn chị ơi. Ta kêu tới ủng hộ chứ phải trả tiền quá. Đồng thai với cổ mình mới tình luôn đi. Anh á là nếu mà yêu chính thức thì chưa có, anh chỉ có yêu đơn phương thôi. Nếu mà đơn phương thì anh có 30 tình rồi. Thôi rồi. Ủa sao đơn phương mà dữ vậy, đơn phương dạ, gì? Mà 30 tình này đâu mà đặt điểm chung á. Mà đồng nào hot girl không ạ? Thế nên là chính vì vậy nên giờ anh vẫn ế á. Mà người ta có biết là anh yêu người ta không? Dạ, em không biết đó. Hả? Có khi nào mình tỏ tình, mình thể hiện tình cảm, mình tỏ tình với người ta không? Dạ có chị. Rồi người ta trả đáp lại mình sao? Nó không nói gì luôn chị ơi. Em chưa có mối tình nào mà là thật hết trơn hả? Dạ nếu mà bảo anh yêu em hay em yêu anh thì chưa có. Chưa có. Dạ. Vậy có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Còn trong trắng. Còn trong trắng lắm anh. Mày bên kia, bên đàn trai có giá rồi nha. Còn trong trắng. Chưa hung. Em còn ngây thơ. Em còn ngây thơ. Dạ. Yeah. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình. Một mối tình hả? Dạ. Mấy năm? Dạ 2 năm. Vậy có kinh nghiệm trong tình yêu đúng không? Cũng sơ sơ. Anh bên đây chưa biết hôn nữa nha. Chúc em về em chỉ cho anh. Trời ơi, xuất sắc. Em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em nè, dễ ăn, dễ ngủ, hòa đồng. Khuyết điểm của em nè, rất là chậm chạp. Dễ ăn, dễ ngủ là dễ hay sao? À, ăn gì em ăn cũng được. À. Mà lúc nào đi ngủ cũng được. Đi xe máy em cũng ngủ được. Rồi đi xe máy sao ngủ? Dạ em vừa đi vừa ngủ được. À, em chạy hay là ai chạy? Em chạy. Em thích hợp với gió trời. Thành ra cứ đi xe này em ngủ mà. Vậy thì em phải tìm một người nào chở em đi chứ. Nếu mà tại sao không tìm người chở? Em tìm hoài mà không ra. Tiêu chuẩn của em tìm cái người chở là cái người đó phải như thế nào? Có cảm nhận được an toàn thì em sẽ đi. Còn năng lát để anh chở em về cho em cũng ngủ thoải mái luôn. Em có thích hát không? Dạ không. Không à? Thế em có thích nghe bạn trai hát không? Dạ có. Hát lớn lên bên kia nghe nha. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé. Dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mãi thế nào, anh với em chung lối đi về. Em cảm nhận giọng hát của bạn trai bên kia như thế nào? Ấm áp. Ấm áp. Dạ. Thích không? Dạ cũng thích. Rồi mình... em đặt ra tiêu chuẩn tìm bạn trai như thế nào, có khó không? Dạ không, dễ lắm. Rồi dễ sao, những tiêu chí như sao đâu? Biết lắng nghe, chia sẻ, rồi quan tâm em những lúc buồn phiền mình thì có người để an ủi động viên. Những cái gì em không thích ở người bạn trai? Em dễ lắm chị, cái gì em cũng thích hết. Trời đất, sao cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Vậy sao đó giờ sao được không được, không có, không tự tìm bạn trai cho mình? Tại vì em không thấy được. Hả? Em không có mẫu người nhưng mà em thấy được thì nó được. Rồi cái vậy mới khó đó. Cao thấp mập ốm gì không quan, không quan trọng. Không, nói chung chỉ nhìn là được. Miễn nó được là được. Rồi, dễ quá. Mà được thế nào thì nó cũng chưa biết được. Cái này kìa, em thích mẫu hình lý tưởng của bạn gái em như thế nào? Dạ nếu về ngoại hình thì em chỉ cần 1m55 đổ trở lên thôi. Cũng không quá mập, hiền lành, chịu khó, đảm bảo biết nói chuyện. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích như là Minh Hằng á.
cũng chị cũng thích hot girl nữa. Ba mối tình đơn phương rồi mà cũng không rút kinh nghiệm mà. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Em không thích lười biếng, ít nói. Ít nói? Dạ. Thấy cục kia ít nói không? Không, em thấy cũng bình thường ạ. Vậy thấy cũng ổn đó. Ổn đâu mà ổn. Ổn gì trơn á. Sao suy ạ? Dễ mà. Em cao bao nhiêu? Là 1m68 á. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là em chịu khó. Chịu khổ được. Biết nấu ăn, biết hát ạ. Biết hát hồi nãy nghe rồi. Em không thích cái gì ở bạn gái? Thì em vừa nói với anh Quỳnh Linh là không thích bạn gái mà hay lười biếng á, hay hay trang điểm về. Đừng có nhịp chân, sao làm gì mà ngồi nhịp chân hoài vậy? Đã lâu lâu được, chưa bao giờ được nói chuyện người nổi tiếng, hơi run đấy ạ. À, mà cái khu vui chơi đó là của ai? Dạ là của em. Dạ. Em thuê mặt bằng ở bên đó là để kinh doanh. Cái đó là khu vui chơi dành riêng cho con nít hay là người lớn chơi được không? Có mấy trò chơi cho người lớn không? Có, thu nhúng đó, người lớn chơi cũng được vậy. Có thôi, con nít anh ơi, nhúng nhúng hư đồ của mấy đứa nhỏ hết. Mình có phải làm dâu gì không em? Làm dâu á? Ừ. Giờ thì em cũng đã có nhà ở bên Bình Dương rồi á. Ừ. Nếu mà em chịu thì có thể làm về đó ở đâu mà, hoặc bây giờ ở ngay Đồng Nai với em cũng được. Là tùy bạn gái, bạn gái muốn ở đâu cũng được luôn. À, chiều luôn. Tùy bạn gái chiều luôn ha. Dạ. Có mấy lúng đồng tiền rồi, dễ thương quá ha. Ông chủ nhỏ ha. Trai tuổi trẻ tài cao mà. Ha. Nhưng mà chị hỏi em câu nữa nè. Thích gái đẹp lắm hả? Giờ thì em cũng phải sửa rồi. Vợ đẹp là vợ của người ta. Vợ đẹp là vợ người ta hay xưa rồi. Trời đất ơi. Ai không khoái vợ đẹp? Vợ đẹp là vợ của mình. Bậy bạ. Vợ mình thì không thôi. Về bệnh đi. Còn một. Có tím vợ đẹp kệ ta đúng không? Có lo em. Mình phải bản lĩnh giữ đúng không anh? Đúng rồi, mình phải bản lĩnh mình giữ cái đẹp chứ. Hả cô gái? Quá đẹp. Bên đây ảnh có nhiều cái thuận lợi lắm em. Ha, chủ nè. Có nhà riêng nè. Hot boy nè. Trong trắng nè. Muốn ở rồi ở luôn, thoải mái, dễ thương lắm. Em có yêu cầu gì về đàn trai nữa không? Dạ không, từ từ yêu cầu sau. Em có thích lãng mạn không? Dạ không. Không thích lãng mạn? Dạ không. Em thích thực tế. Thích thực tế? Dạ đúng rồi. Em có ghen không? Sơ sơ. Sơ sơ. Có muốn làm chủ chồng không? À không. Không không? Dạ. Được, chứ mấy người giờ hay làm thích làm chủ chồng lắm. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em được đi rồi. Với chị gái em. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người. Em là chị gái của Phương, thì Phương ở trong nhà thì ngoan, vui vẻ, em nó hơi nóng tính một tí. Không có thích sự nói dối, mà em của chị không có biết nấu ăn. Dạ em cái đó em lại nấu ăn rất tốt đó chị. Nhưng mà em mà thích cái đẹp và chị không thích em. Dạ, thì em cũng sửa rồi mà chị. Anh trai đi với ai? Em đi với chị họ của em ạ. Chị họ. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là chị họ của Hải. Thì em có nhận xét như thế này nè. Hải là một người hiền lành, tốt bụng và nó rất là chịu khó làm ăn. Đó, còn riêng về cái tính tình thì nhút nhát. Nhưng mà hôm nay ở đây thì nói nhiều nhưng mà ở nhà thì rất là ít nói. Qua chương trình này thì hai bạn có tạo cho nhau cơ hội để nếu mà được thì mình tiến tới cái tương lai lâu dài hơn. Tí nữa hai bạn gặp nhau tìm hiểu thì mình tự quyết định nha. Hai người sẽ trực tiếp trò chuyện với nhau để quyết định. Nhanh kéo màn. Mời hai bạn. Thôi đứng yên, đứng nguyên, đứng nguyên đó luôn. Rồi, nhìn cho kỹ đi em, được không được? Được. Không, cứ nhìn đi, nhìn cho các em nhìn 15 giây hay 30 giây gì đó. Nhìn cho kỹ, nhìn thẳng vào mắt nhau luôn. Nói giờ khoan nói gì hết. Ta trò chuyện với nhau đi nha. Em có hay đi xem phim hay là siêu thị không? Trời, sở thích của em, anh thấy em sao? Em có vẻ cũng ít nói. Nên là... Cũng không biết lắm đâu. Nhìn vậy thôi. À, nhìn vậy thôi hả? Dễ gì ít. Thôi em hẹn hò với anh nhá. Gì nhanh vậy? Hỏi của mình hẹn hò sao mình dự định đó mà. Anh em là cũng ở gần thôi. Thì là từ một ngày đó, ngày nào đó mà thời gian của chúng ta đều sắp xếp được á, anh có thể mời em đi ăn rồi xem phim đó, và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ủa, công việc của anh hầu hết vào ban đêm? Đúng rồi. Anh làm từ 4:30 đến 10 giờ. Không sao, em ra đó em chơi được. Chơi được không? Anh, nhưng mà hình như anh hơi nhỏ á. Hay là do em to không biết nữa. Người nhỏ. Gì mà nhỏ gì?
vừa mới gặp anh hơi nhỏ. Em có ở dâu được không? Cũng được. Cũng được. Em chăm chỉ lắm, sao cũng được hết. Nghe con này là thích rồi. Em có thích đặc biệt con trai con gái gì không? Dạ không. Em con nào cũng được hết. Đúng không? Anh cũng vậy. Anh không quan trọng mà trai gái đâu. Mà con gái thì càng tốt hơn đó. Nó đẹp giống em. Nói gì thể hiện tình cảm của mình trong cái lần đầu tiên gặp mặt nhau? Bạn trai nói trước đi, nãy giờ em nói nhiều hơn rồi đó, nói luôn đi. Anh thấy em á, cũng dễ thương. Vậy cũng hợp với anh. Thì sao? Nói chưa, trời ơi. Thì cũng xui anh em. Dù gì cũng đâu quá. Cả bố mẹ gia đình anh á, cũng là ông đang cần nắm một người con dâu rồi. Giống mày em ghê á. Nhưng mà đúng là như tính chất công việc của anh á, đôi khi là hơi khó lắm quen bạn gái nữa. Thì như mình đã có duyên ở đây rồi á, thì anh em mình có thể là tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà nãy bà chị nói không có hợp thì nói đi. Thấy em chị có đẹp không? Dạ đẹp ạ. Nếu như sau này nó không đẹp được giống vậy nữa em còn thương nó không? Tuy nhiên là vẫn thương chứ chị. Nếu mà một khi mà đã tìm hiểu nhau mà đã đến được với nhau á, thì vẻ bề ngoài về sau không quan trọng nữa. Cứ cho em cơ hội đi. Bây giờ em xin chị cơ hội đó. Chị không cho em cơ hội được. Em của chị sẽ cho em cơ hội, chị không cho em cơ hội được. Bạn gái không muốn nói gì với bạn trai không? Một câu. Thì mình sẽ tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Quyết định gì luôn đó hả? Quyết định luôn. Thôi khỏi bấm nút luôn đi. Nhanh gọn lẹ. Làm gọn quá. Bấm nút là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ xem có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Rồi hãy bấm nút các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây là chuyện rất thiêng liêng. Suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại. Chúng ta quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi thấy ông cầm cái nút bấm mà tôi biết ông bấm không được rồi, tôi để vậy luôn. Hết hồn luôn vậy hả? Anh bạn khai hết hồn. Nè, xong luôn rồi thấy chưa? Xong luôn gì? Em nói luôn. Ủa chưa cho nắm tay rồi nắm hồi nào hay vậy? Nắm luôn đi, buông ra chi? Có cái nút bấm lớn mà bấm mà. Cũng không được, nó thiệt chán ghê luôn à.